lại với cô chú anh chị trên kênh Khám Phá Vĩnh Long. Thì sau khi gia đình nhỏ tụi em rời khỏi Mũi Né với cô chú anh chị mình ơi, hiện tại á thì là gia đình nhỏ tụi em đang có mặt ở trên đèo gì quên tôi sao? Đèo Đại Ninh quý cô chú anh chị mình. Đây là một trong những cái con đèo mà dẫn về Đức Trọng á quý cô chú anh chị. Thì hôm nay em mời quý cô chú anh chị mình cùng đi xem cái con đèo Đại Ninh này cùng với gia đình nhỏ tụi em nha. Và đây á thì là mình sẽ đi lên về dài tới cái đèo Lò Xo luôn nè cô bác anh chị. Đó, ở trên bản đồ thì có chỉ dẫn nè, đèo Lò Xo thì cong cong quẹo ớn quá ha. Đó, còn đèo Đại Ninh thì nó cũng hơi cong cong luôn. Thôi, mình đi thôi cô bác anh chị ơi. Let's go. Cô chỉ dắt thấy gì nè, con đường mèo này thì thời tiết ở đây hôm nay tụi em đi thì thấy cũng khá là nóng luôn cô bác anh chị mình ơi, không phải mát lạnh như một số. Ghế bên luôn.
thường mấy cô thầy cô bác chị mình có kèn nên bóp kèn đi cho nó chắc thú. Xung quanh toàn là núi không luôn. Ở đây là người ta trồng mấy cây này gọi là cây trái điều. Điều đúng rồi. Là điều này không có giống điều với mình, điều này nó có mùi nó khăn. Điều với mình thì rất là thơm luôn. Nhưng mà cái này ăn ngọt hơn với mình.
sẵn đầy bình xăng đi nha. Thank you.
Thì giờ mời quý cô chú anh chị mình cùng tiếp tục với gia đình nhỏ tụi em nha. Ôi trời ơi. Rồi mà công nhận cái cung đèo này thấy ít người đi quá ha sao? Thỉnh thoảng là lâu lâu mới gặp cái hướng này là cái hướng của Phan Thiết Mũi Né ra đây. Không mà người ta đi từ ấy thì người ta sẽ đi đèo Bảo Lộc. Đúng rồi, nếu mà đi từ ở Sài Gòn hay ở miền Tây rồi đi ra rồi ha. Đúng rồi. Sẽ đi đèo Bảo Lộc là thường. Đúng rồi. Hướng này, ấy trời con ngắn. Trời con ngắn dữ ghê trời. Không biết
gặp nhiều rắn ghê luôn á. Ở ngoài mũi né nhiều rắn ha. Ừ. Qua nam thấy mấy con rắn bò ngang đường luôn á anh chị. Ở trên đó thì rất là âm u mà. Nước thôi. Mình cứ thử ra đường em nghĩ là cái ống để xả nước xuống chứ không phải dẫn nước lên đâu. Sao lên một cái dốc nổi vậy trời? Ừ, cái dốc nó quá trời. Phải trên đó phải có cái máy hút dữ lắm. Đúng rồi, cái ống này nãy chạy xuống ấy đó. Hơi cao rồi ha, mà nhìn xuống thì vẫn còn là cái hồ đó luôn á.
tới 30 tháng 5, 30 tháng 4, 1 tháng 5 là Việt Nam mình là tròn kỷ niệm 1 năm mùng dịch đó. Đúng rồi. Mùng dịch cái đợt đó là dữ dội nhất từ trước tới giờ luôn nè. Đúng rồi. Ở giờ thì vẫn còn nhưng mà người ta không có sợ giờ trước nữa. Đúng rồi. Bây giờ ai cũng bị hết rồi. Với lại có thuốc vậy như vaccine này nữa, vaccine đó. Như thuốc trị nữa. Đợt đó thì là kiểu như là mới còn rất là bỡ ngỡ luôn, rất là sợ hãi luôn ha. Mà đi mấy cái vùng mà về có dịch mà người ta về là người ta xa lánh mình liền luôn, cô bác anh chị. Bây giờ người ta cũng bình thản với mình luôn á. Sau thì tụi em đi Đà Nẵng xong rồi nghe là Hội An vừa có dịch một cái là hủy vé máy bay luôn, hủy hết tất cả luôn để đi ra ngoài Phú Quốc chơi ha. Thế là lúc đó là có tôi Hội An nữa, sau rồi sẽ bay về Sài Gòn. Có một dịch là cái ai cũng quýnh hết giờ. Năm ngoái đi chơi nó có đông quá sao ha. Năm nay là đi chơi mấy ngày thường thôi mà nó có đông rồi đó sao. Như đợt hổm mình đi Vũng Tàu là mấy ngày có đâu có ngày lễ gì mà nó không ghê ha. Đúng rồi, chỉ là một ngày cuối tuần thôi mà không. Năm ngoái đâu có đông gì đâu anh. Năm ngoái cũng như xưa đó anh ha. Năm ngoái người ta còn nghĩ là chợ còn chưa có gì cho nên người ta không nghĩ là như vậy. Người ta cũng đợi chừng nào đi chơi đi đúng không. Hôm nay là tranh thủ lắm luôn á, cái cuối tuần là ta cũng đi chơi hết trơn. Đi chơi sợ tới lễ, tới lễ là lớp nào là chi phí đâu này nọ tăng lắm coi lắm xa quá thì còn thở rồi nọ ăn uống rồi tăng ha. Cái dịch vụ á. Nhìn ở dưới đồng bằng này á, đang đi theo hướng là nhìn ở dưới mặt đất như vậy thì sẽ không có cái tour uống được nhiều ha. Tưởng đâu là bị bắn không có gì nữa.
là phải cô chú U không? Rồi tạm dừng đây cái nghe, ở đây mát nào. Đây mát rồi mọi người. 2-3. Mưa rồi. Hiện tại thì ở trên đây đang mưa lâm râm, cô bác anh chị mình ơi. Trời ơi, đi dính ngay cơn mưa này luôn rồi. Thiệt là thủ cà na luôn. Dốc luôn nha. Cho nghe. Đi tàu ha. Rồi. Đợi cho xí nha con. Giờ lên đây rất là gần mây luôn chú anh chị. Giống như mây đen nó đang ở trên đầu luôn nè. Trên đây quá là cao rồi. Mây siêu đen luôn. Ôi, quá vậy cũng mây được rồi. Giờ thì không khí rất là mát rồi ha. Rồi, không có mặt trời nó đâu có nóng. Quá trời đất mưa rồi. Mình phải đi tăng tốc một xíu thôi. Có gió thì cô bác anh chị mình cũng thông cảm nha. Mình đang đi hẳn tới hướng đám mây luôn á. Thiệt là sủ cà na luôn. Trời càng lúc nó càng tối rồi nè. Và luôn. Chính dưỡng cơn mưa này luôn quá ha. Wow. Tiếp tục lại một cái cua gác nữa nè. Là một số cái cung đèo á, cung đường của cô bác anh chị. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Ôi ôi. Giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Trời đất ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ôi đi lẹ nè, mưa tới kìa. Quá trời nó mây đi rồi. Từ đây mà đến chỗ gia đình nhỏ tụi em chuẩn bị dừng chân thì còn tới 40 cây. 40 cây nữa hả? Không biết có thoát khỏi được cái đám mưa này hay không nữa. Con
đè thì trồng vài cây nữa là hết rồi cô chú anh chị. Rất là gần mây luôn. Ôi con gì vậy trời? Con gì kêu ghê vậy trời? Ở đây là rừng nha, rừng nguyên sơ luôn, không có ai khai thác luôn á. Ở đây còn cái vẻ đẹp hoang sơ của nó cô bác anh chị ơi. Rừng nói chung là không có nhân loại nào mà khai thác được cái này rồi đó. Không có nhà luôn. Hên là có đường để đi đó. Không mà mình không biết cảnh đẹp. Nhưng mà nói chung là mấy người làm đường thì cũng hay hết sao ha. Hay do làm cái đường như vậy đi trời. Ôi toàn là kỹ sư kiến trúc luôn. Dữ không á. Thiết kế đường này đi dữ. Xưa là sẽ đi bằng chân. Đi riết mòn thành đường ha. Xong rồi người ta sẽ thành làm đường này nè. Cối á. Cái này toàn là mấy cây cổ thụ không á. Cái đường này cao mà cây cối nó còn cao. Ủa cây đó bị chết cái gì á ha? Không. Nhánh nó khô chưa? Nó còn sống á. Sống không? Còn sống. À, bây giờ nó bị cây leo ký sinh nè. Đúng rồi, chắc là nó chết rồi đó, không có tỏi rồi đó. Ủa cái đường này núi đá đổ nha. Thấy các bạn. Mà em thấy nha. Núi rừng đồ thì người ta sẽ có rất là nhiều dây leo luôn xã. Ờ. Nó bệnh thành giống như là cái vàng luôn á xã. Cua nữa đây. Rất là nhiều cua. Cua nè, nếu mà nhìn trong máy là chắc là rất là thú vị. Nhìn xuống đó kìa, xả. Ôi. Không có thấy rõ luôn á, xả nó như vậy nè. Nhìn xuống đi. Nè, đang nhìn xuống nè. Đó. Đường, đường. Ở đường này xấu quá luôn. Ôi, ôi, cái này mới được nè. Ôi, cái này mới được nè. Cái ngọn núi này mới thấy hùng vĩ luôn bác anh chị ơi. Ngon quá trời ha. Đẹp quá xã. Hùng vĩ ghê chứ. Đây là mây nha. Giống như là đang lên mây vậy đó. Đẹp quá luôn. Ở đây là chết đó xã ơi. Ai là đứng dựng ở đây. Ê, chết đó. Ghê lắm nha. Ủa cái núi này cao dữ trời. Cái núi này cao chắc mấy ngàn mét đó. Vượt đèo này nếu cô chú anh chị mình đi để chắc tầm khoảng 20 phút là sẽ xong ha. Mình thì đi chậm để mình quay clip thì nó sẽ tốn nhà mình khoảng ba mấy phút. Đúng rồi. Sắp hết đèo rồi. Sắp hết chưa? Sắp thấy còn uống quanh uống lượng. Nhưng mà không nè. Có lò xo không? Anh xốp nhỏ đây coi, anh xốp nhỏ đây không có lò xo không? Nó chuẩn bị hết cũng lò xo rồi. Bớt lò xo rồi ha. Bắt đầu thành đường trảng rồi, bắt đầu là vô ấy rồi. Có cà phê rồi nọ là biết rồi. Gừng quá trời luôn kìa. Gừng nguyên sinh. Đây leo nó phủ kìa. Trên đây hai cái lỗ tai nó bị lùng bùng dữ ta. Ờ. Giống như đi máy bay vậy á. Ờ. Thời tiết ở Lâm Đồng dạo này thì nó hơi thất thường. Quá đẹp luôn. Xuống á còn mới đẹp. Bây giờ mình giả bộ nó mình quay đầu mình đổ xuống đi. Ok. Ủa nó không gì.
nghĩ nè cô bác anh chị ơi. Cao quá là cao luôn, gần mây ghê luôn ha. Đó, núi đồ trùng trùng miệt miệt luôn. Trùng trùng đẹp đẹp. Trùng trùng đẹp đẹp. Đó. À hư. Đi. Đi. Trời. Lại đặt nhó nhó chứ vậy trời. Nhó nhó chi không biết. Nó xà bét hay sao ạ? Đây có cái cua nữa nè. Tới trên đây là mưa phùn nè. Chắc là mình qua cục mây đó đó, mừng quá luôn. Ở trước là thấy sáng chân rồi đó. Ok. Chà, tưởng là hót cái cục mây, giờ cua này nó bắn lên cái cục mây nữa rồi. Và không. Rồi rồi rồi, dính mưa rồi. Càng lúc mình lên càng cao quá sao? Đúng rồi. Nhưng mà mình phải đổ chứ, chừng nào mình đổ vậy? Đổ hả? Đổ chưa đâu. Sao mà lên núi hoài vậy? Lên núi ở luôn á. Lên hồi đụng mây luôn á. Ôi bên đó mây đang thui đang xì luôn rồi. Chà, nhìn đi nhìn đi. Bỏ cua đi. Trời. Có đẹp đâu mà mệt chứ. Vậy nhìn mà. Bằng mắt mới đẹp ơi. Nè nè nè. Xe này làm gì cha? Rồi mưa lớn rồi cô bác anh chị ơi. Xuống rồi nè rồi. Đang chạy nè. Thầy chưa nãy thấy gia đình kia đem nguyên cái áo mưa theo luôn. Hả? Hồi nãy gia đình kia phủ nguyên cái áo mưa vô thằng nhóc luôn á. Vậy đó hả? Hên hên mình đi hướng này là ngon rồi nè. Nè chuẩn bị là bò vô nữa nè, hết ngon nè. Đi cái hướng này là né được cục mây. Thằng béo đó nó hủ nguyên cái này. Nó che mưa luôn á. Ê, tự nhiên ở đó sao sôi sáng cái lỗ hay ngộ ha. Đó, mình đi lẹ đi. Mặt trời đó. Trời ơi, chết rồi, vậy là em sai rồi. Quá may rồi. May giờ phủ mất tiêu cái đỉnh núi bên kia cô bác chị ơi. Trời. Mình đi hướng này, này mưa quá đi lớn rồi. Không ổn rồi. Lấy áo mưa mặc không? Đúng rồi. Sorry nha. Không sao. Mưa ngâm thôi. Ôi, mấy kìa, mấy nó bay kìa. Đâu? Trước cái bụi cây nè. Không bay đâu ta. Bay đâu? Sao không bay chưa? Nó mới bay ra đó mất tiêu rồi. Ủa đó.
vào cái trụ cục điện. Ủa thấy không, hết mưa rồi nè. Ừ, đúng là mưa thiệt chứ. Nó mình ở đó là mưa hoài luôn á. Thôi thấy cây hồng không sao? Cây hồng Noel đó sao? Ừ, cái này nhưng mà cái này không rậm không đó. Đi lẹ thì sao ơi? Đang đi nè, đang tốc độ nè. Này tới 50 triệu mới tới nơi thiệt á. Trời ơi, 3 giờ rồi. Kìa sao đi còn chưa tới nơi nữa trời. À, nãy giờ đi 5 tiếng đồng hồ rồi đó, chưa tới đúng nơi rồi. Ừ, giờ đi giờ tới 3 giờ rồi. 10 giờ giờ tới 15 giờ rồi. 3 giờ chiều rồi. Chó đâu rồi đây. Lúc nào cũng vậy chứ, lộ trình ta có 3 tiếng rồi đi 10 tiếng. Trời, vừa đi vừa nghỉ. Ôi mày kìa. Máy bay nè. Wow, lạnh quá vậy. Ồ, tới mày luôn rồi nghe. Ồ. Mày nó tấp vô núi rồi các bác anh chị ơi. Wow. Người ta đốt gần. Người ta đốt khói. Người ta đốt khói. Trời ơi, buồn hay chứ. Trời trời, người ta đốt khói má. Nhìn ít như mày luôn á. Ôi trời. Ôi. Nó đốt khói má. Thôi trời ơi, tưởng đâu mày nó ở ngoài nó bay vô núi không á. Ôi chạp. Chạp nè. Ây da. Trời ơi, đẹp. Trời ơi, thiệt chứ. Đây nè, chỗ này nè, có cái view nè. Có quán cà phê luôn kìa. Thôi bơ, đi lẹ bơ ơi. Mày đặt view view. Đây, vô đó lẹ ăn cái đi. Lẹ ăn cái hả? Lẹ ăn cái đi, chụp lại lấy hình ông neo rồi chứ. Trời ơi, lẹ không? Lẹ người ta ra, người ta lấy tiền không? Ai biết. Không được lẹ đâu. Thôi, không thấy nổi rồi. Đây, đi. Đi mưa đi. Tới giờ. Mưa tới mày đặt lẹ lẹ hoài mệt ghê. Lẹ lẹ lẹ. Mưa tới mà kể cho nghe thằng con nói chưa. Ủa, rồi cái đường xấu như vậy xấu, chết bà rồi, đi được không đây? Nãy tao núi nó lỡ cái gì nè, ta khai thác á ta. Trời 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 trời, cái con đường này của bác chị ơi. Thôi là nó có bị có chút xíu rồi nha, bị hết nguyên cái đèo này chắc em khóc luôn quá. Với hai cục xăng của tụi em thì nguyên cái đèo này chắc nhẫn bộ quá. Hên xui giái hồi hả đèo đi, cái gì tắt máy luôn. Đây thì chỉ cho chạy tầm 30 thôi hả? Đúng rồi, chỉ chạy 30 thôi. Lộ trình này nó hơi dài rồi. Thôi, đó. Thì đó là thấy mày là đà đó. Thôi đi ông ơi. Hay là sương mù? Sương mù ông ơi. Nếu mà mình nhìn ở dưới đất mình nhìn lên là mình sẽ nhìn ra mây. Ô lạnh quá. Lên đây mát rồi đó. Lạnh luôn hả? Lạnh khí hậu rồi đó. Nhưng mà đường này càng lúc nó càng xấu rồi đó. Đổ đèo, đổ đèo. Ồ, nãy
nữa rồi. Cái gì đổ rồi lên hoài á. Phenom là gì ta? Phenom. Phenom. Tại chỗ của ba. À, tại nghe tên lạ quá thôi. Tên này chắc của mấy cô. Rồi tới bản chào rồi nha. Lâm Đồng rồi. Ranh giới hành chính. Dạ, tụi em đã tới được Lâm Đồng rồi. Ồ, tới Lâm Đồng luôn cô bác anh chị ơi. Wow. Em đã tới được Lâm Đồng rồi. Đổ đèo, đổ đèo. Ê, mưa kìa. Mưa nữa hả? Đó, người ta chầm mất mưa đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hết mưa rồi, hết mưa rồi. Hết mưa rồi. Hết mưa rồi. Đã, nhìn xung quanh nha, tập trung đổ đèo nha. Wow, đã quá. Quá đẹp luôn. Trời ơi, đổ đèo nó ghê đó. Hình như đổ đèo là hình ảnh nó sẽ đẹp hơn là lên đèo á. Ghê rồi. Hả? Đúng nó ghê rồi. Ừ, giặt quá ha. Ở kẹt gì tỉnh gió. Ở trên đây là đất đỏ mà chứ không chị. Đỏ Tây Giang á. Đây là con tương Đắk Lắk rồi đó sao. Ồ, đất đỏ Ba Gian đúng không? Ừ. Mà đó giờ tụi em chưa được đi Tây Nguyên ha. Ừ. Đại Ninh. Đi xe máy và dây bò rất là lâu luôn. Đào hảm đi cái tour miền Tây là đi hết 1 tháng trời á. Ừ. Đi hết nửa, hơn nửa tháng ha, đi 3 tuần. Ừ. Lương Sơn, Đại Ninh. Rồi. Hả? Bạn hả? Bạn đi học rồi. Chứ bạn đâu con nói đi. Đẹp quá ha. Ồ. Thấy được dưới đó là đã thung lũng rồi đó. Rồi cho bé đi học. Đi xong cái tour này về cho đi học luôn. Đi tour này về tao nghỉ hè luôn. Học mình luôn. Ôi nắng lên lại rồi. Từ từ. Đường xấu quá luôn. Ở đây tao trồng mấy cây cà phê nè. Đó mấy cây đó là cây cà phê đó. Phenom. Phenom. Hôm nay là bắt đầu thấy người ta trồng trọt rất là nhiều rồi cô bác chị. Bắp luôn rồi ha. Đèn tỏ nhiều nhà khang trang nữa. Qua bên Lâm Đồng là thủ phủ của gao mà. Thường là người ta nói là nhập đồ gao đồ ở Đà Lạt rồi về đó sao? Đúng rồi, gao sạch, gao sạch. Ờ. Đổ đèo tiếp tục. Ồ, nguyên cái hùng lũng nó trồng gao cũ luôn bên đó rồi. Ờ. Chết bà, cái hướng này đi vô cục quay đen đã đó. Dọc ở đây người ta trồng mấy cái cà phê. Nhà ở đây là thường ta dùng dách ra ấy không? Dách gỗ. Rồi dán. Dán. Ở trên đây cây cối nhiều á. Ừ. Nói vậy tận dụng luôn. Nhưng mà ở đây không thấy chợ nha, nói người ta mua đồ ở đâu ha. Chắc là người ta đẩy xe đi bán quá. Mà người ta chạy xe đi bán bỏ ở chỗ đó. Tới đây đường đẹp rồi nè. Nó do luôn. Ở dưới này là thấy nó hơi xe xe rồi đó. Qua bên đây là đổi không khí đó. Vậy là biết sao không? Cái cơn mưa nãy á là dạng như nó muốn cho mình được hài hòa không khí ở đây á. Vậy là trời cũng thương mình á. Như vậy quá. Cái hồi là mình bị sốc nhiệt á. Sao hả? Đem đi hành tiên bị sốc nhiệt. Ôi trời chúa. Ồ. Đi hành tiên bị sốc nhiệt ha. Ờ.
sao mà nóng, rồi tối nó lạnh. Ở đây cũng vậy đó anh. Ban ngày nó nóng khủng luôn. Ở đây cũng vậy luôn. Sáng với tối lạnh, trời ơi nóng như điên. Trời gì chứ. Bệnh luôn, si qua nhau luôn. Bị hết trơn ba người luôn ha. Thường ta bị một hai người á. Ba hai vợ chồng với đứa con bị hết trơn luôn, bị bệnh hết trơn luôn. Hết rồi đó nha, tìm chỗ mình say goodbye thôi. Say goodbye ha, hết đèo phải không? Thấy là hết rồi đó. Hay là muốn đi luôn. Để quá trời đen rồi. Quá. Trời ơi trời. Hả? Nó đen dữ anh. Đen quá trời đen luôn, bệnh luôn à. Mày đen. Là mày của em đi Đà Lạt. Không có chịu đi chơi được ha. Ồ. Chịu sao mưa nữa. Đại đang kêu à. Bữa lễ á, là nhiều nơi có mưa lắm luôn á. Rồi. Thì mình thủ cà nào quá đi. Hy vọng là Đà Lạt không có mưa ha. Không, Đà Lạt không bị mưa. Sập. Đà Lạt không thì chiều nó mưa chứ. Vậy đó hả? Em thấy trên TikTok á, người ta quay á. Nghe. Ừ, Đà Lạt chơi nha con. Đến đây gia đình nhỏ tụi em cũng xin phép tạm dừng video clip tại đây luôn quý cô chú anh chị mình ơi. Chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị trong và ngoài nước đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi ủng hộ kênh Khám Phá Vĩnh Long. Xin kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ bình an hạnh phúc. Xin mến chào và hẹn gặp lại video clip mới nhất. Bye bye.